Rồi cường xin chào anh em ha đây hôm nay là cường à, có thời gian nên cường thay thay chất trồng cho một cây linh sam anh em ha cây này thì cũng thành phẩm lâu năm rồi và nó nằm ở trong cái uh, chậu mỏng cũng khá lâu hôm nay là cây này nó hơi to mình phải uh, treo lên như vậy nè đó cường có một cái uh, khúc để cường uh, bỏ bớt lấy cái dụng cụ để mình bỏ bớt rễ á lát anh em quan sát cái clip là anh em xem cái clip là anh em sẽ thấy ha và đây là cũng là một cái uh, ưu điểm khi anh em mà mình uh, lọc bỏ rễ rễ già đó để mình uh, lấy lại cái độ mỏng của cái chậu ha của cái bầu đất rồi mình sẽ thay chất trồng mới thì đồng thời là mình lại lá và mình sẽ tỉa bớt cái xương râm của cái cây cho nó thoáng bớt anh em ha để mình lấy một cái uh, xương râm mới nha đó thì cái này là 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 là, là anh em uh, sau một thời gian nuôi trồng thì mình có thể làm thì tùy theo anh em anh em một năm hai năm thậm chí là ba năm luôn thì anh em làm một lần cũng được cũng không sao ha đó đây đây cường vừa làm xong thì đây cường quay cho anh em xem ha đó cái ưu điểm của nó là nó sẽ làm cho cái bộ rễ của cây nó sẽ có những cái rễ mới thì cây nó phải sẽ phát triển cành nhánh mạnh hơn anh em ha và đây cũng là một cái mà để mình hạn chế cái sự chết chi của cây linh sam ha đó thì ngày hôm nay là có một cái clip nhỏ như vậy là cường quay cho anh em xem ha rồi cường Vinh xin chào và cảm ơn anh em